Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay ở trong này có một công trình vô cùng là to. Ngày hôm nay thì đầy đủ các vị anh hùng võ lâm tập tụ ở đây các bạn nhé. 10 chiếc xe công nông sẽ phục vụ cái công trình ở đây, phục cái móng nhà. Mười chiếc các bạn nhá, đây, tập tụ hết công nông cả làng vào đây luôn. Và vừa rồi là 4 chiếc vừa đi ra. Và trong này là cái công trình của cái móng nhà các bạn nhá. Chiếc máy xúc đang của cái móng nhà ở đây. Các bạn tài xế ngày hôm nay chạy cũng hết việc các bạn nhé. Trong này là đất liền thổ các bạn nhé. Sáng kêu mà không dám vào, không dám cả vào. Đây chỉ có người ta làm bằng băng thôi, không dám cạp. Lại tiếp tục một chiếc nữa lùi vào đây xếp lốt các bạn nhé. Xếp lốt. Đó là ngày hôm nay rất chi là đông. Bà con vào đây xếp lốt các bạn nhé.
phải nói ngày hôm nay là ngày hội của các bác công lông các bạn nhé. 10 chiếc xe công lông cùng tập trung để chiếc bóng nhà. Chất các bạn nhé, con đường này phải nói là không đi được xe máy xuống luôn, bây giờ bắt buộc mình phải đi bộ đây. Thank you.
ăn các bạn nhá. Vừa là pha đổ ven vào trong cái con đường vô cùng là hiểm trở, khó đi.